Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây nhãn ghép nhiều lan nhất mà mình đã từng biết các bạn. Đây. Rất là nhiều lan luôn các bạn, toàn phi điệp các bạn. Hôm nay là 10 tháng 6 năm 2019 các bạn nhé. Mùa hè rất là nắng các bạn nhé. Đây. Lan bắt đầu ra hoa rất là nhiều các bạn nhé. Ui dù. Rất là nhiều hoa luôn các bạn. Đây là cây lan của chị có Facebook là Thương Huyền các bạn nhé. Đây. Rất là nhiều hoa luôn, chi chít hoa, toàn là phi điệp. Hoa lan phi điệp này đúng ra là ra hơi muộn các bạn. Cái mình trồng nó ra lâu rồi các bạn. Nó ra hơn tháng rồi, nó đã tàn rồi. Nhưng mà lan của chị này giờ mới ra hoa các bạn ạ. Mình hỏi tại sao, chị bảo là đây là chị toàn để tự nhiên các bạn, không có thuốc kích thích các thứ gì cả, thế nên giờ mới ra hoa. Đây. Giờ tháng 6 rồi các bạn ạ. Này. Rất nhiều hoa luôn này. Vẫn đầy cây còn toàn nụ các bạn nhé. Sao không? Chi chít luôn các bạn. Dù. Toàn phi điệp là phi điệp. Đây một cây khác các bạn nhé. Cây này cũng rất là nhiều luôn. Hè nắng quá các bạn ạ, chị phải làm cái lán che nó luôn các bạn này kìa. Làm cái lưới che cho nó không là nắng quá các bạn. Cực kỳ nhiều luôn. Các bạn có thể vào xem các bạn, tìm Facebook của bạn chị Thương Huyền. Đây, rất là nhiều luôn. Rồi nè, không biết ghép bao nhiêu năm được một cây như này các bạn. Đây, các chị đang phải làm cái lán tre này. Ui rồi nè, toàn phi điệp là phi điệp. Nhiều chưa này. Ui rồi ô. Đẹp thôi rồi. Này mình chỉ cần rứt một tảng về các bạn trồng cũng sướng các bạn. Đây hẳn cây nhãn. Toàn phi điệp là phi điệp. Đây các bạn nhé. Đây là chỗ quán chị bán đấy các bạn. Chị có quán bán đồ thịt dê các bạn. Đây là ngoài quán thôi. Còn trong nhà thì các bạn ạ. Trong nhà trong ấy, có một mấy cây phi điệp, mấy cây nhãn ghép toàn phi điệp cũng rất đẹp các bạn. Kinh khủng luôn. Các bạn nhé, lan lan mà ghép lên cây ấy là tuyệt vời nhất các bạn. Các bạn chả cần chăm bón gì các bạn. Như chị mình hỏi bà chị có bón phân này kích thích gì không bạn, chị bảo không, hoàn toàn tự nhiên các bạn. Nếu mùa hè nắng quá chị chỉ tưới nước cho nó thôi chứ chả bón cái gì cả bạn. Thế nhưng mà cây rất là đẹp này, toàn đầy hoa này. Ghép lan ghép lên lên cây các bạn, cây sống ấy, như cái nhãn hay là vải các thứ ấy, vú sữa là tuyệt vời nhất các bạn. Còn mình các bạn chơi lan ấy thì không có cái cây các bạn, thì các bạn ghép vào gỗ thì nhưng mà nó mất công chăm sóc hơn một tẹo, chứ còn các bạn nếu mà có thể ghép lên cây ấy, tuyệt vời nhất các bạn. Đây này, chị ghép lên cây luôn này. Hoàn toàn tự nhiên các bạn nhé, chị không bón phân bón viết gì cả, hiểu chưa? Đây, đây là cây lan ở trong nhà của bạn nha các bạn. Lúc đấy mình là mình quay cây lan ở ngoài quán các bạn nhé. Đây là cây trong nhà của chị này. Ui giời ơi, đẹp thôi rồi. Chị này có Facebook là Thương Huyền các bạn nhé. Các bạn có thể lên Facebook tìm các bạn. Chị này ở Tuyên Quang các bạn. Địa chỉ ở Tuyên Quang. Các bạn có thể vào tìm. Ui dồi ôi, đẹp thì biết chê luôn. Cái này, những cái cây ở đây bạn ghép lâu hơn ở cây ngoài kia các bạn. Cây ở quán là ghép sau mấy cái cây này các bạn nhé.
chị ghép được mấy năm rồi. Đây còn cái cây này thì không biết bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm rồi bạn này? Ngoài thôi rồi. Chi chít rồi này, trên này nó đầy các bạn. Các bạn nhé, ở cái trong nhà này các bạn chỉ có mấy khu. Đây là cây đằng trước các bạn, còn cây đằng sau cũng rất là nhiều hoa luôn. Mấy cái nhãn toàn là để ghép lan này. Cây này mà bán được khối tiền các bạn. Đây. Chỉ chặt cành này về các bạn. Trồng thì chạy chơi sướng rồi. Hoa thì thoải mái đấy. Quay cái đằng sau cây đằng sau nhà tí mình cây đằng sau nhà cho các bạn xem cây rất là nhiều hoa luôn. Chi 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 các bạn nhé. Có cái cây lan này cũng rất là lo các bạn nhé. Tối đây tối ngủ nó trộn vào lấy thì thôi rồi. Đã trước cái chị đã bị mất một lần rồi các bạn. Đây những cây quay cái cây đằng sau cho các bạn xem. Cây đằng sau mấy cây liền ngủ. Đây. Úi giời. Tuyệt vời. Trong có mấy trong vườn có mấy cái cây lan này đau đầu các bạn. Tối mà không còn tận trộm nó vào nó rất cho một tối thôi hết sạch thì thôi rồi tiếc nước ruột okay. Cái này ác hơn cái ngoài kia các bạn. Rồi mấy con chó để trông lan các bạn. Ê ôi, cây này nó mới kinh khủng kìa. Úi dồi ôi. Cây này bác nào đại gia mà giả nhiều tiền mà đến mà chặt cây này về mà mang cây này về vườn trồng cũng kinh khủng lắm kìa. Thấy mọi người hay thi thoảng đăng lên mạng bán này. Bán 5cm toàn mấy tỷ đây. Thà mua sứ cái cây này về trồng còn ác hơn. Cây này thôi rồi. Làm trắng cây luôn. Rồi. Kẹo cũng chê các bạn. Úi dồi nè. Bạt ngàn luôn. Vườn lan các bạn.